Luôn em chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã hoàn thành xong cái map Labus ở chế độ Apocalypse 3 này mà. Thì tập này mình sẽ tiến vào map Link World, mình sử dụng đút Apocalypse 4, mình sẽ tăng bậc khó thêm một bậc nữa. Thì đút Apocalypse 4 này nó sẽ gọi là tất cả những gì mà mình gọi là tiêu hao ấy, mình mua ấy, mình xây hay là mình mua gì bằng vàng hoặc bằng material thì nó sẽ có giá trị cao hơn 20%, mắc hơn 20%, nhưng mà độ tiền mà mình bán đồ nó sẽ không thay đổi. Ok, ở đây thì nó có 7 cái chùm sao. Cái map này là ở Season 1 là một trong những map nó đẩy tôi tới cái ngưỡng cửa tử nhất anh em ạ. Ở đây thì tôi lấy cái này cộng 100 dam và lấy cái nhãn cốc này, thêm cái này cộng thêm một ba lô đồ nè, và mấy cái bình máu mình sẽ chọi xa hơn 15 ô. Ok, ở đây thì nó còn 4 chùm sao nữa, thì tôi sẽ lấy thêm cái xúc xác này. Cái này là nó sẽ cho mình xúc xác phi mỗi ngày một lần xúc xác rồi. Và ở đây thì tôi có thấy là nó mình có thể mở được thêm vài thứ anh em ạ. Rồi đây thì ở đây thì bấm vào equipment, tôi kéo dưới, tôi có thấy ở đây có một cái gọi là stone medal. Stone medal là mấy cái huy chương đá này thì nó sẽ tăng mấy cái nội tại của tộc người lùn anh em ạ. Như mấy quả trước thì tôi có nâng được một cái gọi là iron medal đúng không ta, old medal là huy chương cũ. Thì mấy cái này là nội tại của tộc con người, thì nó có 3 nhánh. Cũng ở đây là có nội tại của tộc người lùn có 2 phát. Ok, thì mình sẽ nâng cái này. Này mua DLC mới có nha anh em. Tiếp theo là bi thì mua DLC mới có bi của bọn người lùn. Thì bi của bọn người lùn nó sẽ gọi là bỏ đi một chỉ số nào đó của chúng ta và sẽ tăng một chỉ số nào đó. Đây giống như trừ 5 máu cộng 4 mana nè, trừ 5% đam cộng 7% chính xác nè. Cái này là trừ 15% đam chí mạng và cộng 15% chí mạng. Cái này khá là ngon anh em, cái này rất ngon nha. Cái này cộng chí mạng nè, nếu như mà anh em bán không ra chí mạng thì uống cái này đẩy tỷ lệ chí mạng lên, thì bỏ 15% đam chí mạng cũng không phải là quá gì đâu, quá kinh khủng. Nếu mà nó không nổ chí mạng thì đam chí mạng nó cũng có ý nghĩa gì. Còn cái này nếu mà đẩy chí mạng lên thì bán được. Đấy, mua cái này rồi. Item sẽ có tỷ lệ bật cao hơn đúng không? Ở đây thì tôi thấy nó có một cái chùm sao ở đây là cộng 3 mobon. Có lẽ tôi nâng cái chùm sao này trước, mấy chùm sao kia từ từ. Nói chung là game này có nhiều chùm sao thì kiểu anh em muốn test tùm lum la gì đó cũng được. Ở này giống như đánh một đội hình sáo đấu sĩ chẳng hạn đấy, mình có thể bui full chùm sao về kiếm luôn. Ở đây hoặc một đống chùm sao nè. Đây tôi lấy thêm cái chùm sao này cộng thêm 3 mobon. Cái nhảy cốc này, map này map rừng thì sẽ cần cái này. Tại vì map rừng địa hình khá là khó chịu, mình phải có cái nhảy cốc này. Map này là một trong những map có địa hình mà tôi đánh giá nó khá là khó chịu luôn. Elder Lich thì map rộng rãi rồi, địch chỉ đông thôi. Con này thì rừng rú nó khá là khó chịu. Bên đây thì map nó đảo liên tục. Green Fan thì map đảo liên tục. Land War này thì khó chịu lắm. Ok vô nè. Rồi. Mình đẩy độ khó lên mà nhà làm game không cho mình thêm một chùm một slot chùm sao hay gì ha. Nó để im vậy. Ừ, chơi game khó chơi vậy. Nó khó thiệt. Ok. Đầu tiên thì như mọi khi chúng ta sẽ phân tích về những con tướng quá. Mới vô thấy cộng một action ball trừ 15 giáp. 15 giáp không phải là cái giá quá đắt. Trừ một mobon, cái này không phải tộc người lùn, cái này 10 mobon chắc có lẽ không phải là tộc người lùn. Cộng chỉ số kháng và cộng thêm đòn uy tín của đòn đánh. Cái acid ball này ngon, cái energetic này ngon. Rồi, mình có gì đây? Cái này thì muốn đánh kiểu gì cũng được. Mình có chỉ số kháng thì giảm kháng hay là kháng? Giảm kháng. Giảm kháng nè. Kháng đánh rìu cái gì đó. Đây có hút máu nè. Thứ nhất là có hút máu nè, có block magic nè. Có cái này. Có cái này. Cơ chưa? Cái momentum này luôn. Wow, có cái này luôn. Quả này chắc đánh pháo được nè. Quả này đánh pháo được, bơ sức nè. Bơ sức luôn nè. Tại vì pháo mình đánh là mình mất máu. Cái này là bị tấn công đúng không? Bị tấn công khác với bị mất máu. Cái này trước đi. Ok. Quả này đánh pháo với thương. Mới vô cái rìu cũng lật lấy. Đánh pháo Asura.
đánh pháo hay là đánh thương ta? Thương là chủ yếu, là pháo chủ yếu. Nếu mà đẩy vô momentum thì này không phải đẩy vô momentum, này có spin chứ không có relay, không đẩy vô momentum được. Đánh pháo anh em ạ. Ok, có linh luôn nè. Pháo đi. Pháo cho Asura đi. Asura. Ok chưa? Asura phải ghi gì em ta? Để tôi chết đâu đúng không? Asura ghi vậy. Ok. Cộng phim. Tiếp theo là bên đây Dru à. Mới vô thấy Dru là biết nên chơi cái gì rồi đó. Giờ mày có nhánh độc là ôi dạ đúng Dru luôn rồi. Cái này là đúng Dru rồi. Này là trưởng phép độc. Trưởng phép độc là Mulu. Mulu mà tôi hay đọc thành Mulai lắm. Tôi thấy Mulai nó hay hơn là Mulu. Ok. Rồi. Mulu. Mulu tiếp theo là cái này là Mulu rồi, trưởng phép độc đúng không? Phép độc để cái trưởng phép qua đây đi. Hôm nay cần chất xạ hữu. Khi da đam lan. Tặng một cái lan rồi nè. Này một cái lan chéo nữa là mà ngon, không có lan chéo. Có lan nhiều nhưng không có lan chéo. Bên nhánh bên đây Mulu có lan chéo không? Mulu có lan chéo. Mulu có lan chéo, có lan nhiều luôn. Mulu là đúng sinh ra là để đánh Dru nữa. Nó cái nội tại nó lên tất cả đó. Này pháp sư rồi. Chiêu đảng sức trận đi, để xem. Mana không có lan chéo rồi. Không có lan chéo rồi đánh sách phép nó cũng khá là khó. Tại vì nếu mình không để ý thì nó không lan được ngon ấy. Mana càng nhiều đam càng to, chiến mạng đồ. Ok. Chiêu đảng đi. Chiêu đảng sức trận đi. Mấy quả trước người ta toàn mượn sách của yêu đảng thôi. Đấy. Chiêu đảng sức trận. Chiêu đảng quả này cũng xài sách phép. Ồ, tôi có hai pháp sư đó. Map này tôi cũng cần xạ hữu nữa. Tại vì nếu mà không có xạ hữu, đây anh em có thấy địa hình nè, cứ có cục vậy. Bởi vì mình phải cần cái nhảy cốc. Rồi, trận đầu tiên let's go. Vũ. Đây, đứng đây đi, đứng đây đi. Đứng đây bắn xéo qua nè. Cục cục đứng đây đi. Rồi. Rìu đứng gần vô. Đủ phép đứng đây cover. Ok, let's go. Đêm đầu tiên Asura. Có bên kia cũng cầm kiều. Nó đấm vô. Mới vô đấm Asura mất miếng máu rồi. Hồi nãy mình quên gỡ giáp rồi mình chết nữa. Mà mới vô cái đại rìu này. Ồ, kẹt góc à. Á đù có cái khen này đó. Bắt đầu cái sự khó chịu của cái map bắt đầu. Chưa gì nó gọi là nó hiện diện rồi đấy. Đây. Chém con thằng, đây chém con thằng. Nhéo ra đi. Chém này có hai thằng. Chém ba thì như nào? Chém ba thì như nào? Ray quay rìu luôn không? Quay luôn. Lui. Quả này mình hồ được 8 mana thì mình có thể đêm hôm nay mình có thể xài 3 chiêu. Rồi. Cố gắng tiết kiệm mana mấy đêm đầu đi. Map này cũng khoai lắm. Ok. Rễ đó. Hôm nay bên đây có bên đây có một cái đủ phép và 6 acid ball cũng đánh không không sợ lắm. Vô đây gạt thêm cái nữa quá. Vô đây gạt thì chạy đây nè. Chạy đây gạt được 3 thằng. Ok. Cái block mà lên đi. Này giống gà nó đấm mình vỡ lô ta. Đây có quá 9 giáp à. Ta giết này cái. Bắn này đi để lấy cái solution. Bên đây là họ bao nhiêu? 9 mana. 9 mana thì chơi được 4 chiêu này trong đêm nay. Này yếu lắm rồi. Bút vạch trao đây. Phắn thêm quả đi. Không có vision, không có tầm nhìn mà họ đứng gần quá. Phắn không được này rồi. Ok. Lên đi tui quay. Đập quá. Này chắc đẩy quân 3 đợt rồi, quýnh không né được cái nào luôn. Rất phê. Asura đang rất phê. Asura múa rìu lần 2. Asura vẫn còn múa được thêm lần nữa. Đây chém 4 rồi, không chém 3 thôi. Chém 3 bên đây thấy chắc ngon hơn. Nhảy ra đi. Không nhảy được.
Lòn qua đây. Lòn qua đây là hết acid ball luôn đó. Nhảy ở đây sao? Không có chỗ để nhảy hết chứ. Chém 3 đi. Mày chém 5 mà chém có 3 hàng cũng hơi phí. Úp sọt mình luôn rồi, chạy qua đây. Qua đây chuyền hai acid ball qua đây. Đây họ 7 mana đúng không? Thì là chơi được hai lần đủ 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 phép. Và cười để cho nó yếu chứ đã. Nó đù mình có cái chữ thập đây luôn nè. Mấy khốn vlog này nó lóc mất tiêu rồi. Không bắn cái chữ thập vô ngon được. Không ăn hết được. Ăn đỡ này đi. Ok lui. Nói xấu. Xấu gần gần xíu đi. Bắn cái chén này được. Chén này không ăn hết được chứ. Rồi. Giết này. Giết này. Ok. Á đù à, còn quả điện đây nãy tôi chưa không gỡ giáp ra tôi cài lại cho đàng hoàng. Qua đây. Bật né lên. Rồi. Đợi đó. Này chắc đợi để quân cuối cùng của nó. Bấm vô mấy cái tường gỗ. Rồi 68 con. Há nó đông. Nó đông. Nó đông. Bắn vô đây. Này chắc phải để qua cho Mulu cầm cái cung này. Tại Mulu khả năng tăng gây choáng. Mới vô thì mình chưa có mua đồ. Mình dồn tiền vô mình nuôi dân trước. Đánh vô đây. Nhảy vậy được không? Chắc được nhờ. Từ nha. Quán này không vô được đúng không? Xong vô đây được vậy. Thằng khứa này nó che nè. Thằng khứa này nó che nè. Giờ mà nhảy được vô đây là quay một quả hơi đã luôn á. Để tôi thêm đi qua đây sao? Mấy con block này khó chịu nha. Giếng block ra đi. Thủ chạy qua đây coi. Nó hết rồi đúng không? Cái bọn này nó không bị chán hết đó chứ. Điện vô đây. Ok, làng gất kinh. Qua đây đứng đây. Rồi, xích vô xíu nữa. Đây. Bên đây giết này nè. Tôi làm gì luôn chó lẹ. À đù không chết luôn à. Đấm vô cái đầu nó. Chuyện cái spawn ray. Nhảy vô. Đùng. Đùng. Quỷ diệt. Quỷ diệt. Chạy vào đây. Quỷ diệt. Không chết luôn. Phải qua giết cái này rồi. 1, 2, 3, 4. Hình như mình xài quá ngưỡng mana mình cho phép trong trận này rồi phải. Không sao, không sao. Đi lên đi. Đừng chó đánh vô tường thành là được. Đấm vô hòa phê. Bị thương rồi bro à. Đấm vô đầu này chết không. Đấm vô đầu nó đi. Chịu đi chém 5. Cung. 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 Nó xin bom đây. Đù bị nẻ che. Bên này đông quá. Há chưa gì đêm đầu tiên căng này. Bên này đông quá. Chịu thập vô đây. Há mày khốn. Mày khốn locker khó chịu nha. Cút. Chịu đây. Lũng. Không chết được. Xích đây. Xích đây. Nó đủ phòng kẹt cái cây rồi. Chịu rồi. Chán ở đây đi. Rồi coi qua lòn qua giết mấy này cái. Hổ mấy cái khúc gỗ rồi nữa. Oh shit. Shit thật. Bắn chém đây. Không chết. Bắn đường này. Bắn được rồi. Ok. Nó bị què rồi. Mình thì cũng không ổn lắm đâu. Bên này Asura cũng đang rất phê. Asura quả này bước né đi. Lưu đây xíu. Ok.
ba món ăn nữa. Nó độc quá. Ô đồ nó chạy qua đó. Nó chém cho xã hữu đang tôi nhưng không xin ơi. Ủa này vô tới đây luôn à. Mày đi hơi xa. Nó quýnh nó không xin ơi luôn chứ. Quýnh cái nó chết thì ngon quá. Bên đây bên đây kệ này để cho này dí mình đi. Nó đấm một cái mình cũng chết được. Bắn này. Chết thiệt chứ. Cung. Cung. Xin đoài. Cung. Sao nữa. Chuyển sinh môn này. Cản cái này lại. Bro. Đồ lui đây, nhảy vô đây đi. Đổ lại cái cây. Khó chịu, nào sao, nào chống cây vậy. Vô đây. Mình vô đây giống mình đi đi chết luôn á. Mình nhảy vô đó giống mình đi chết luôn á. Giết này đi. Hai mấy cái cột đèn khó chịu nha. Khó chịu ác ở đây mà. Vô đây che đường thành. Ừ qua đây đá quýnh này xong che đường thành. Mình cung. Quýnh thì nó không chết. Cứ miếng máu vậy. Chén ở đây. Xài mana thì phí quá. Bắn này. Bắn này. Bút né ở đây. Đây tự bút né lên. Lùi đây. Lùi đây. Chịu. Giờ phải đấm nó một cái. Đấm vô đầu này này. Lùi ra đây ok. Bọn này nó sẽ... Ờ không nào sợ vô được tường thành. Đi. Tao đi. Ờ Asura gần đi rồi. Chém vô đây hụt. Hụt một cái không quả nó cũng vô máu luôn á. Bây làm sao mà chạy vô đây gọt năm được là đẹp. Lùi đây. Ê. Không chết. Cung. Cung. Chuyển sinh môn vô đây. Phải kiếm một cái gì đó rồi cho quân lưu. Cung. Đồ mày trâu quá. Ăn gì trâu kìa mày. Ăn gì trâu kìa mày. Ở đó. Mày sáu á, sinh bom là sẽ ly hết bọn này ra. Ha, có mấy cái cây. Mà không bắn được là do mấy cái cây nè. Shit. Tôi bắt đầu thấy khó chịu mấy cái cây rồi đó. Bỏ ra đi. Mình xài quá ngưỡng mana cho phép trong trận này rồi. Biết này. Này. Néo đây. Bắn được thêm cái nữa. Đến đây. Bắn ra đi. Rồi. Lai ok, một ưu đạn cover cực mạnh rồi đó. Bật né lên nữa nè. Bao nhiêu né mà không né được ta, 63% né mà. Bên đây né được xong đây nó không né được. Ôi này chạy đâu vậy? Vẫn một cái bị dính chém vào đây. Ở đây có khi tăng trâu hơn hôm nay nữa. Xem xét lại này mà. Cút. Cút. Giờ đánh bố mày hơi nhiều. Bố mày nhìn mày hơi lâu. Bố mày nhìn mày hơi lâu. Hai đêm tương căng này. Vừa từng nhà cũng chạy. Hình như chạy một phát. Nó nhấp một bí chạy có một phát à. Vẫn được hạng S. Asura vẫn còn đang bị thương. Hồi máu nhưng Asura vẫn đang bị thương. Asura giết 50 thằng. Asura ăn cắp. Hàng Nga mất nhiều máu quá. Ok, đó là đêm đầu tiên thì đêm đầu tiên chỉ thủ vậy thôi. Bên đây. Đêm thứ hai cũng y chang vậy. Chắc là nó đông hơn xíu nữa. Vậy mình sẽ cần thêm sự yểm trợ của nỏ đấy. Xây nỏ ở đây chắc ổn nè. Xây nỏ cái góc này nè. Từ xúc một xác free đúng không? Cái đống xác bên đây không xài được nữa rồi. Xúc mình lấy tiền chứ đi. Ồ
giờ mình dồn hết vô dân thôi. Quả này xúc cái này trước. 1 2 xúc cái này. Ok nhờ. Xây hai nhà này là hết xây được nhà dân đúng không? Mình nó cho mình hai nhà dân lận 36. Xúc cái này đi. Mình nâng nhà vàng vô đây. 52 vàng. 52 vàng. 52 vàng xây được thêm một cái nữa. Quả thì nó tăng tiền lên khá là khó chịu. Xây đây. Xây đây, xây cái đây nữa không được. Có hai cái nhà này nó đỡ khó chịu. Quy hoạch như shit vậy anh em à. Mà không sao. Kệ đi, dù sao thì tôi cũng không chơi gọi là thu hẹp lãnh thổ, tôi cũng đỡ lãnh thổ y nguyên vậy luôn. Rồi, giờ mình nâng dân lên luôn đi. Đây xúc này đi. 18. Cố một hốt hết có đống này. Há đù cộng 2 lan. Chùa Uôn cộng 2 lan. Ngon thế. Ba chỉ số kia nó không liên quan gì nhưng mà cộng 2 lan là rất ngon nha. Húp cái cộng 2 lan trước đi. Ok, để tôi xem lại giáp đã. Giáp quả trước chưa cởi giáp ra đàng hoàng. Cái giáp tàu lao bán kiếm tiền cũng được. Này là ưu đãi đúng không? Tàu cho mua like trước đi. Để hôm đây cho tăng mà cái giáp xịn nhất. Chính kẹt này cởi hết đi. Từ mình gọi là mình cài lên từ đầu. Quả giáp này giáp né nè. Đáng lẽ phải mặc giáp giáp vô. Không có đấm cho tét đầu. Này cũng là giáp né luôn mà nãy không né được cái nào hết. Quần này là quần giáp. Quần này quần giáp. Quần này giống cái quần này rồi. Áo giáp này cộng 14 giáp. Áo giáp này cộng 20 giáp. Áo giáp này bút 35 giáp. Áo giáp này bút block heavy armor. Cái này light armor. Có cái nón nào xịn không? Nón này ok. Gì đây? Cộng đam mà kinh nghiệm nhận vào. Asura giết nhiều người cho Asura cắm này cũng được. Rồi hôm nay cộng lan nè. Đây cắm này đi. Chính xác à. Dư một cái chinh kẹt đây à. Đây quần này giáp này rồi. Chinh kẹt này đâu ra rồi. Tiện dư cái chinh kẹt rồi. Asura ăn cắp. Asura thì mình sẽ bắn pháo, vừa bắn pháo mà vừa đánh thương. Sẽ đẩy vô đam hơn là một cái loại đam biên bị gì đó. Và cộng thêm multi hit. Thứ cần nhất là multi hit màu máu. Máu đi. Không mới vô hay có cái máu xanh dương là hút ngay. Đam nè. Này có hút máu đúng không? Cục máu lấy cái này cũng được. Healing Revive. Reroll. Reroll. Magic Dam. Dam chí mạng. Thì là chí mạng cao 700 à. Reroll cái đó đi. Kinh nghiệm nhân vào ok. Asura. Tiếp theo là Mulu. Mulu thì đánh chuyển động đúng không? Từ Asura chưa nâng chiêu nữa. Asura không nên nâng cái này đâu. Asura nâng cái này. Ồ nhánh combo là. Ồ không có Organic Armor à. Không có Organic Armor. Này chỉ đơn giản là biến chỉ số này thành giáp thôi. Nhưng mà có Organic Armor. Lấy cái này trước cũng được. Lấy cái này cộng 22 giáp cũng ok. Là gài đạn. Gài đạn tôi nghĩ cũng nên lấy. Mà không phải bây giờ. Thế bây giờ chúng ta cần là mấy cái này. Rồi. Ok. Asura. Mà Asura buồn hiu vậy. Mới vô bị nó đấm đau quá. Khóc hét. À nãy mình để cái này cho yêu đảng đi. Đây có tỷ lệ gây choáng nè. Đây tăng cái tỷ lệ gây choáng nè. Tăng cái này trước. Giảm chỉ số kháng. Thứ cần là cần mana. Ồ đám độc. Đúng rồi xin gà chơi và ru là đúng rồi. Vẫn đang đợi cái trường. Cái trường độc. Ở này thì yêu đảng. Nếu mà hero
trong cái tầm 12 ô giết một enemy sẽ cộng 20% kinh nghiệm hả? Một hero trong tầm 12 giết một enemy sẽ cộng 20% kinh nghiệm. Nghe kinh nhờ. Lấy wood reload hay là lấy mana đi. Mana càng nhiều đam càng to. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok. Mana nhiều vô. Mana. Chí mạng à, chí mạng, hồn mana lấy chí mạng. Mana collector đam. Lấy thêm mấy cái lan nữa. Mà chích đam. Mà chích đam tiếp. Nếu có, không có. Có lấy cái độc hả ta? Cái độc đó làm gì trời? Bây giờ lấy máu không gì hiểu, lấy độc đại đi. Từ từ cấn biến ngoài, ok. 18 vàng chắc không mua được cái vũ khí nào đâu nhờ. Có mua được. Quả rìu reset. Giờ reroll cái là còn có 11 vàng cũng chắc cũng không mua được cái gì. Offhand Solation. Đợi đi, đợi thêm một đêm nữa. Cố một gồng qua đêm này. Thì mình xây thêm một cây nỏ đi. Cây nỏ xây cái tường qua đây đúng không? Xây cái tường qua đây. Đây là cái cửa đi vô chứ nhỉ? Đây là cái cửa đi vô. Ok, xây nỏ ở đây được. Xây nỏ ở đây ok. Rồi. Canh ngay góc này thôi. Mới vô có nhiều chơi nhiều đi. Rồi. Ok. Wow, vị trí này nãy khủ cũng một khu đây. Đứng ra đi. Asura rồi. Asura hết bị thương rồi. Nãy nâng máu rồi. Asura hết bị thương. Rồi. Tôi sợ nó đẩy từ góc này ra nè. Vào đi mày. Vô đi tụi mày. Vô. Để xem có ai sẽ đứng vững khi mà bình minh lên. Mới vô đề qua chứ một mũi tên. Chúng ta có ở đây phải phá cục này. Nếu như mà không phá cục này thì cũng không bắn được. Nó ở trong không bắn ra được. Ok. Giết này luôn ta. Giết này đi. Isolation nó đã. Đủ đây. Boom. Không xin ơi. Ở đây gặp không có đủ đồ, không có đủ trang bị chứ. Xài mana để bắn rồi. Đây giết này bru ơi. Từ lui ra đây. Thằng này chắc nỏ bắn nó chết. Lụm. Cung. Lui ra đây. Mày cung. Đứng ra đi. Spawn lên. Lui ra đây. Giết nó luôn đi. Rồi. Được, yếu đảng lưu ra đi. Chờ thời. Khi nào tụi nó căng quá thì mình xài mana. Giáp lên. Vô đây mà húp. 81 giáp không? Nó chém một cái chắc không senior đâu nhờ. Ok, chịu được hai đòn. Rồi. Này nó đẩy 3 lần giống nãy. Này giờ mình có nỏ thủ phụ thì chắc cũng ổn, chém vô máu nữa. Không né được luôn á chứ. Chỉ số né là 600 đúng không? Nãy mình gỡ hết giáp né rồi. Hôm nay khiều mới đi trước đi. Sẵn chặt luôn cái cây, mấy cái cây này cho nó. Cho nó trống chỗ. Cho nó trống chỗ. Bút symbol đây. Rồi. Mình nói Sura cân khu này được. Cút. Sura mạnh đấy chứ. Đâu có nhờ nghe Sura được anh em. Sura đang mượn cái rìu của gọi là bắt win quỷ diệt mấy nhóc ác này. Tiếp đi. Bút cái luôn đi. Cảm giác quả này ăn đấm hơi đau. Nhớ đây được không? Không được. Chịu. Rồi đợi bạn. Lóc nó đi vào ru à. Đây. Đấm chết này đi. Đấm chết này đi. Không được. Cho nó yếu đi rồi. Anh khiêu này luôn không?
thì không được. Khiêu được nè, nó đâu không chết. Xà hủ vô, bắn bằng lẻ lẻ nè. Lưu chưa đủ rồi là lực tay để bắn một thằng lẻ như chết chết. Đợi canh canh chín thằng tráng cái cũng được. Giữ mana đi. Rồi. Bắn chán chứ cũng được. Mình giữ mana đi. Mana đang bị âm, mana đang bị âm. Này họ có 7 mana cũng chưa đầy được mana. Có đẩy thêm lần nữa là ok rồi. Ồ, đây đứa ai nhàng hơn đây đầu tiên á, đây đầu tiên căng quá. Chắc bên đây do địa hình nó rộng hơn, dễ đánh hơn bên kia. Ui da, chưa vô máu. Đó đó, bu này ăn một cái chán là đẹp. Cái chán đây. Xong cái chán đây. Cút. Ok. Đợi. Rồi đó, chủ đảng. Rồi. Một rìu nè, một rìu nè. Nhảy vô đây nè. Cút nè. Đồ quần khứa này không chết à. Láo liếu này. Xin bom đây. Rồi. Làm quá quay rìu không? Quay luôn cho nó máu. Nãy em canh canh quay trước. Này. Tắm vô này đi. Rỉa tụi nó. Mình đi. Mày vô nổ bắn nó thôi. Rồi đợi. À chắc đêm này ổn. Bên đây bị. Bên đây bị ghim choáng rồi. Bấm ra Asura không vô máu. Ôi có tinh nhợi nha. Cẩn thận bên đây. Mày tinh nhợi hả? Tao là ai không? Tao tên là Asura. Một ngày đó tao sẽ nã pháo vô đầu tụi mày. Chèo đây. Muốn action bomb đây. Không được. Đây. Bomb đây càng quét tụi nó bro ơi. Đây. Hết chiêu nhảy rồi. Láo liếu này. Đợi. Giáp lên. Lui ra đây. Bấm mày đi. Mana đi. Bây giờ không bao giờ. Này ăn được 3 à. Này ăn 4 à. Ăn 4 thì ăn vô. Cút. Cút. Ổn bên này không, nó không đụng được vô tường thành. Nên chắc phải hai quả chán nữa rồi. Lũng. Lui đây. Bắn chết này. Xong lui đây nè, cô lập. Không biết bắn chết không, gồng luôn đi. Không, không bắn chết được. Gồng. Hôm nay bạo mana ghê quá. Nó đánh vô được nhà luôn nè. Điện vô đi. Khỏi điện dính bàn. Không lan qua đây nè. Shit. Tôi thà là để mất mana chứ không để tường thành bị chạy một miếng. Đấy. Mana thì có hỏi, hỏi là sao? Mình bị chạy cái này là mình bị giảm tiền thưởng cái này mà. Rìu vô nè, rìu vô nè. Đỡ đi. Ủa bên này mà có cái góc này ngon đó chứ. Bên đây làm sao mà nhảy vô được. Xéo ở đây đúng không? Nhảy tới không? Nhảy được vô tới đây nè, nhảy được giết này. Giết này. Đây bọn này cứ cỡ đi, bọn này nó di chuyển được vô tới đâu từ từ. Bọn nó tính sao? Giết thằng này được là đẹp nè. Không một hít không chết được chứ. Ý, lộn thằng. Thằng này mới đúng. Lộn thằng. Shit. Chính mana hả? Chứ thầm vô. Há lộn thằng. Shit. Rồi chém 5 được. Lộn. Cút. Khó qua đây nhảy cái chém 5. Xong rồi mình đi qua đây, mình nhảy qua đây lại. Đó. Xong mình gạt 3. Xong mình đóng vô cái đầu này, mình chạy qua đây. Cơ yêu đảng vẫn đang làm khá tốt. Quả trò của mình nhờ. Sực bọ. Xích ra rồi. Giết này đi, mấy này núp. Vậy chán tiếp. Cơ thằng này không vô được đúng không? Thằng này vô được nè. À này chưa. À này vô được đúng rồi. Giết thằng này. Á đù. Thiếu một đam. Á đù.
đù. Mà nó què thằng này vô chắc chết, thằng này vô bị nổ bắn chết. Rồi. Cứ 26 thằng nữa. Chơi được. Bắn này nè, bắn này nè. Oh shit. Bắn vô đây. Châu hơn nãy rồi, bắn này không bắn. Bọn này Asura lùa mấy này ơi. Các mày dám cản đường bố mày à? Tụi mày biết tao là ai không? À, đồ không chết luôn. Đấm vô cái đồng này đi. Đấm vô cái đồng này. Cú. Lại thiếu một đam. Đấm bóc. Này chạy đi dưới đâu rồi? Này ổn, cứ từ. Canh này. Cứ thải nó đi chứ đi. Đấm đây. Đấm vô đây. Đấm vô đây. Nó đủ không được, phải xài mana thôi. Piu piu. Hụt. Hụt luôn. Này bắn chán được. Ở đây bắn chán nãy giờ nên đây bào mana hơi nhiều đó. Không có đau mà phải chịu vậy thôi. Lui đây. Đêm thứ 3 đi, đêm tầm đêm thứ 3 đi mình tỉnh hơn người nữa. Thằng này nó đông quá. Thằng này không chán luôn chứ. Một quả gồng chắc nó không chết được đâu. Không có đam. Đấm vô què không? Không què được. Rồi lóc tinh hạnh đi. Đi xin anh Dũng đi. Ok. Rồi. Đây Sura canh lồ lồ mấy anh này. Một bắn. Thằng này chắc chém vô nhà rồi. Ui da. Ui. Ui. Đau quá. Hơi đau rồi tôi quay. Hai thằng rượu. Nó hội đồng tôi. Nó hội đồng tôi. Từ để xíu. Giết thằng này đi. Qua đây. Giết này. Này nó chưa vô được tới nhà từ. Thằng này bắn trước. Lũng. À đụng không được rồi. Này chắc phải vô đấm tay đó thôi. Này chắc phải vô đấm tay đó thôi. Cút. Cút. Hết acid ball đúng không? Căng thế nhờ. Ok. Lu đây. Ủa này ổn đấy. Còn thằng lẻ bên kia nữa. Lẻ bên kia để Asura dí nữa. Ba thằng. Còn thằng ở đây. Còn thằng ở đâu? Không đánh đồ nữa rồi. Còn thằng ở đâu vậy? Ở đây, đây, đây. Núp hơi lâu, mới núp ra một cái tên vô đầu nhưng mà nó không xi nhê. Ok, Asura ăn đi. Asura có cộng kinh nghiệm, Asura ăn đi. Rồi. Asura. Đồ thì mua lô ăn. Tôi coi mà chắc ăn được đó. Ok, đến thứ hai. Vẫn còn ổn lắm người ơi. Nhà cũng chưa chạy lắm. Giờ chắc nó chia ra hai cánh nè. Hai cánh có đồng quy nè. Hó càng lúc đẩy càng gần. Hai cánh thiệt. Hai cánh ở bên đây nó có cái khu. Cái khu này, cái khu trang viên này, cái khu mộ này nó rất là khó chịu luôn á. Để tôi xem từ từ. Asura đứng đây đi. Ba đầu lâu. Mua lai đúng đây đi. Trong mua lai ba cái nỏ, hai cái nỏ không biết chủ nỏ đây. Tôi xem. Xúc cái đống này đó. Trừ một dân ở đây có cái gì ngon ngon không? Không có gì vậy. Trừ dân súng đóng tăng tích này trước đi. Tám mươi vàng. Súng này một dân 14 vàng, cái này ngon hơn. 4 dân 80 vàng, húp. Rồi. Nhà lên. Đẩy hết nhà dân lên. Có dân mới có tiền được. 4 dân. Làm quả 80 vàng qua đây tiếp. Rồi. 84 139. Giờ nâng lên nữa thì
Xây hai cái này được không ta? Xây ở đây với cái ở đây, hai cái ở đây. Ok nhờ. Lấy để cái chinh kẹt vô đây. Rồi xây hai cái này đi. Cái ở bên đây thì nó chắc cũng dễ thủ nhờ. Bên đây nó chưa có đánh vô. Xây hai cái này trước đi. Thiếu bao nhiêu vàng á? 72 à, thiếu 5 vàng đúng không? Để bán đồ. Ồ có thương nè. Búa cộng thêm một. Có cái thương nè. Này chưa cần cái thương mà cái thương này thương đỏ luôn, cộng kinh nghiệm nữa. Húp. Lấy thêm cái nỏ. Xem coi có cái cung long bow. Tự nhiên vô tình hành xã hữu luôn, mặc dù có cuốn sách quy đảng nè, sách cộng 1. Này chắc mua trang bị chứ đã. Mua trang bị đi. Thủ qua đêm này đó. Xây dựng tiếp. Nay mua lù từ từ. Nay cầm cái thương vô đi. Thương vô múa nó mới ngại được. Còn đây yêu đảng có cái này. Đảng đánh này. Đây cầm này đi. Rồi 15 giá ACC. Ok wow. Asura là chắc thêm máu rồi. Thêm máu là tăng thêm đam. Cứ 10 máu là 10 đam đúng không? Cứ 10 máu là 1% đam. Không cái này vô. Muốn đánh pháo rồi cần cái đó lắm ấy. Cái này thì Tăng này là lên giáp. Daily Regen là lên giáp. Rồi đây nâng cái gì đây ta? Một cái nhánh này. Nâng cái hồi chiêu cũng được. Hồi chiêu muốn bắn Armageddon nó cũng được hai lần. Armageddon cũng kinh, đi lính nó cũng kinh. Rồi đi. Ok Mulu vẫn đang đợi cái cuốn sách đọc. Nâng cục Sida đi. Nâng cục Sida không phải nâng cái này. Nâng cái này, nâng cục Sida rồi. Theo là ô một hay một Ascendon hút. Hút cho Mulu không cần đam. Give me more mana. I need more mana. Đam đọc đâu? Đam đọc đi. Mà chết đam. Shit. Rank skill hút. Vậy cũng được. Tiếp theo là yêu đảng. Đảng con đam lan thôi. Won cái đâm lan. Lan đang ở đâu? Không có đâm lan lửa. Lại một cái gì đó tào lao ở đây nữa rồi. Tự nhiên số kiếm không đánh độc bây giờ. Tàn. Vô độc thôi. Cầm cái trường độc nó đi. Ở đây cũng có nhánh độc luôn nè. Thì vừa cầm sách vừa cầm trường độc cũng được. Tiếp theo là một điểm. Điểm không biết nâng cái điểm gì luôn á chứ. Reset skill rồi. Rồi nên nâng nhánh này. Nếu mà quyết định đánh chuẩn độc luôn thì cũng nên nâng nhánh này. Ok nâng nhánh này cũng đi. Vấn đề là không có cái chuẩn độc. Không có cái chuẩn độc nữa hết. Đây hai cái nỏ bự. Đây đường vô đây đúng không? Hai cái nỏ bự ở đây. Nó cao để bắn xuyên tầm nhìn em. Quán này nó không có tầm nhìn để bắn ấy. Đấy rồi. Trong kệ vô Bulu. Lu rúi ra đi. Đứng đây mới thấy đường bắn nè. Đây thì nó vô cái góc này cũng khó chịu nè. Đang đứng ra đi. Có gì chạy qua đây chi viện. Nếu mà nó đẩy vô đây thì ngon. Mà nó đẩy góc này khó chịu nè. Tôi xem. Rúi ra đi. Đứng đây di chuyển ok mà đúng không? Đẩy từ góc này nha ba. Rồi. Wow, trận đêm thứ 3. Let's go.
Cái hồ đang đẩy rất sát rồi đấy. Ồ, đẩy giữa, đẩy giữa. Đẩy giữa thì được. Đứa của bên bên hồng cũng vô. Từ mày phá này trước đi. Phá này gì? Phá cái này thì cung mới thấy đường quán được. Cái này tàn né không hả? Chỉ chơi né không đúng không? Xịt thật. Đây mình có rìu, đánh thương thì ngon hơn. Quả này acid bomb đâm 3. Thấy cái nào đâm 5 thì mình sẽ đâm 5. Giờ đâm 3 trước đi. Còn mấy này nữa nè. Chạy qua đây mua tước. Tội giết này trước đã. Cung 1, 2, 3. Thương mạnh chứ. Thương mạnh lắm mới chứ. Thương mạnh lắm mới chứ. Cút chờ. Người tiếp theo. Đạn vô đấm ngay đi. Đạn mất cái đũa phép rồi. Mấy này né ghê. Từ để xem. Hôm nay chắc ổn nhờ. Hôm nay một đồ lâu chắc là Asura. Lưu lo được. Hát đồ hụt rồi đấy. Hụt rồi đấy. Nguyên thạch vô đây không? Không không không. Đi bút ra. Không đánh được, không có tầm nhìn. Kiếp cây cột đèn. Đáng là phải phá sập được cây cột đèn chứ. Khó chịu lắm á. Không có vi sinh bắn qua đây nè. Cái góc này chéo qua đây. Chéo qua đây cũng không có góc bắn. Cũng bắn được góc này đúng không? 1, 2, 3, đứng nghe khúc này. Đó. Mình để dành mana trước đi. Mình chán bây giờ luôn. Chán bây giờ mình giết được 4 thằng. Cứ để mua lưu xào mana đi. Ôi hụt. Cung. À đồ quên có cái đũa phép không quýnh. Cái đũa phép quýnh xiên. Chắc chắn dính. Đũa phép quýnh chắc chắn dính. Lưu đây. Rồi. Lại đó. Người tiếp theo. Căng là như áp lực cực mạnh luôn. Như này lại 4 lần mà. Hay là 3 lần giống nãy. Bọn này nó đẩy ít nhưng mà nó đẩy đông. Sợ hãi lắm á anh em à. Đủ 3 lần. Nó đẩy ít nhưng mà đẩy. Ôi, có thằng bốc lớp. Điện vô đi. Bây giờ là không bao giờ. Đồ có hụt luôn à. Thì nhanh vô đây đi. Ở đây bị bọn đóng sát chặn từ từ. Wow, họ thăm hàng khốn nạn rồi. Mà để Asura qua họ thăm nó cũng được. Mày, tụi mày đi đâu? Tụi mày đi đâu? Đó không phải là nơi tụi mày thuộc về. Mày không nhảy. Nhảy lui ra đi. Ok, để đó từ. Yêu đảng giết này. Làm cái này sao? Bắn cái chữ thập vô. Hồ mấy ngày khứa này đụng vô nhà tôi nè. Đụng, hồ không được rồi. Not good, mấy anh hụt không à. Hình như có mình này đụng được, hàng này cũng đụng được vô luôn. Thằng này không đụng được. Rồi có hai thằng đụng được. Cầu cho nó bắn khôn thôi. Vào đây. Tiếp tục là xỉa chán ở đây. Cung. Tụi nó phân tán thì khá là khó chịu đấy. Từ đổ có đủ phép quấn gần hơn nè. 1, 2, 3, 4. Nha không gì mà nè. Đù không chết được. Điện á. Điện từ từ. Để nó xếp hàng vô đã. Qua đây thủ bên này trước. Cười. Cũng chờ cho mấy cái cung đó. Lũng. Không có một thằng, có một thằng nằm xuống à. Hát căng này. Đợi đế quân cuối cùng của tụi nó. Ừ phá cái tường này đi tụi quay. Điện ra. Thằng này vẫn vô được. Cách cản này lại đó.
không có vi sinh nè. Vô đây 1 2 3 4 à, nó vô tới nhà luôn rồi em ơi, nó vô tới nhà luôn rồi, không bắn được chứ. Yêu cầu chi viện không? Lóc lóc này, lóc này, từ tôi xem giết được mấy này, lóc lóc cái chỗ lại luôn. Hai cái cục đèn nào, sẽ cái cục đèn vậy, khốn nạn thiệt. Giết này trước đã, giết hàng này trước đã, chậu quá chịu rồi, chịu rồi, tôi chịu quá này. Yêu đạn ơi, qua cứu cái yêu đạn ơi. Đúng. Đạn ray. Ừ, để coi bút cái này đúng vậy. Đứng cái bút luôn đúng không? Bút ray. Yêu đạn tới. Con nhóc ác này. Đời yêu đạn cũng không thả được. Ờ, thả được nè. Một cái chữ thập vô đây. Để bút ray. Chỗ đây giết này được không ta? Trời đang mất 5 máu. Giết này đúng trời. Oh shit. À mà làm sao nó què rồi. Thêm cái chữ thập nữa đây. Phiêu. Thằng này không vô được. Ok, bên này ổn, bên này ổn rồi, yêu đảng qua là ổn rồi. Nhưng mà bên này thì không. Bên này thì không. Chỗ đây đi. Quay sao? Quay được 6 thằng. Họ trở nó. Lui qua đây. Qua đây. Cút. Đợi. Quay lóc nè. Họ đứng xem qua nó làm gì. 72 thằng. Đạn lui qua đây chi diện cái nữa là đẹp. Bắn chết này đi. A đù không đường này chém ba. Chạy cái thương thành hơi nhiều. Ui da, khốn nạn là chùm vô phá thương thành. Vô phá thương thành. Cút. Phải vô cản này lại đó. Vô đáng. Ngoài đường để mua lưu lo đi. Rẽ qua đây. Đồ đảng cũng gần hết mana tới. Để vô. Mà không chết được nãy châu. Cút mày. Mặt gút bà đâu ê. Bên đây thì đập 3. Đập 3 này đi. Cút ra phải lên lo cái khốn nạn kia nữa. Hồ shit đâu. Há đông quá. Thiên thạch vô đây. Bùm, không dính luôn. Shit thật bro à. Bắt gút bro à. Sura. Đấm vô đầu nó không không xi nhê. Đây từ từ từng hàng thôi. Mấy này không vô được nữa rồi. Dưới này trước. Mày né hộ. Mấy thằng khốn đầy, đầy cây nè. Thằng có chán ở đây cho chắc. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Bữa nay ổn, nhưng mà bữa đây thì không. Bữa đây đang rất căng. Chém vô vị trí của Asura. Asura vẫn đang đợi. Con này nó đập tường thành dữ quá. Nó vô tới nhà luôn rồi bro ơi. Hết mana hôm nay luôn rồi. Chết thật. Dưới này đi. Há đồ đánh hụt khúc này nữa. Chết rồi em à. Quay đây. Dưới này đi.
bữa nay giảm thiểu cái thằng mà đánh vô được đã. Bọn này chắc giờ nó cũng đang ghiền gọi là đấm vô tường thành á. Cứ coi biến rồi đó. Nó đủ được quán hụt nữa. Bọn này nó né mà. Tên là Doctor. Này không vô được đúng không? Ừ, kể cha nó đi qua đây chi diễn á. Ray cần chúng ta hơn. Râu à. Chán ra. Ok. Quấn này quấn hụt. Dưới này. Chuyện á, xin bom vô đây. Đấm thằng này chết không. Hù quên hết action ball luôn rồi. Hết đồ để quýnh luôn rồi. Chạy ra che. Rồi. Cố mà sống. Đây sao? Này bọn này đang vô à. Nó vô chưa đánh vô tới nhà đúng không? Đánh vô cái tăng tích này được nè. Chiến này trước đi. Cung. Cung không cút được trong quá một nữa. Ok, 38 hàng trận này căng. Nó chạy vô tới gần vô nhà nhà rồi. Nó này yếu bên đây. Bên đây chỉ cần giữ được thôi là bắn hết. Ừ. Ôi giống như không được hàng ép đây. Ê, thêm một cái chấm hàng nữa là căng. Asura lùa bọn này đi. Ba thằng rìu à. Điện vô đây. Rồi. Bọn này cỡ đi. Bọn này bắn kháng này cái. Pew. Cung. Ai cho nó đánh nhà tao. Cút ra cho khách chơi. Ổng rồi nhờ. Họ chưa ổng lắm. Nhưng cái này không được. 1, 2, 3. Rồi. Cung. Nó đủ khứa, thỏ hàng khứa này. Thiếu một máu, thiếu ba máu. Really? Thì mình tăng nó tiếp. Đó. Này hang này chắc nổ bắn chết rồi. Rãng cũng đang rất tăng bắn này đây. Chiến mình chấm hang chứ nè. Mày đi hơi xa rồi đó. Mày lại đi. À đi bút vô cho khỏi đánh nhà mà cũng mất máu luôn. Hồi đây lóc mấy người lại. Đó ok. Hiếu đảng tăng cực mạnh. Cung không suy nhơ nhưng mà không sao, nó không đánh được nữa đâu. Đây ổn rồi. Rồi ổn rồi, chắc được hạng S. Bọn này nó chưa đụng vô cái chấm hang là ổn. Mưa tay bọn này tiếp tục ăn muốn chán vô đi. Mày không chán thì mày chết. Không chán thì chỉ có chết thôi. Rồng giết được này không? Không chết. Shit. Thằng nào chấm hang nữa. Chấm hang nè, đi bút ra cho khỏi điêu đam luôn. Rồi, giết này đi. Để mình giết được này. Đi bữa ngoài bị kịch quá. Ở đây, tăng hổ cháy quá, cháy luôn. Hang khốn nạn nữa nè. Cô. Ok. Rìu đây. Chạy vô đây. Cung. Ok. Đó đó. Nó không tăng thêm cái chấm hang là ổn. Đây tường thành nó chắc sập rồi. Hang này chắc nằm rồi. Hang này nó vừa cô đang ghiền đập nhà. Dù nó đang ăn tên bùm bùm bùm.
đập bởi cái tường này luôn rồi. Không, tường nó tường gọi là xét mé nên cũng ổn. Tường thì mất thì không sao. Rồi, rẽn lo hết bọn này đi. Đù, tàn thiếu miếng đam không à. Trên mục tiêu khá là khó chịu, khá là khổ. Rồi, thằng cuối cùng phải tỉ nhân người hơn em à. Nếu như quả này nó đẩy một cánh thì không tỉ nhân người, còn nó đẩy hai ba cánh gì đó phải tỉ nhân người thôi. Chứ quả này căng á. Hết là mất được item. Chỉu là không cho nó đẩy vô cái chấm thang thôi, đẩy vô chấm thang thì mất item. Item là mất thêm một cơ hội để thắng. Ok. Chính dân xuống cái này trước đi. Asura lên 2 cấp. Asura nâng Mubon 3 Mubon hấp. Asura tộc người lùng đi khá là chậm. Đam thì là chính xác cũng được. Thì chính xác đi. Đam nhiều quá đánh không vô cũng như không. Đây Lady Gain. Daily Regain. Ok. Cái này mà có Daily Regain nữa này, 79 giáp có Onyx Armor nữa đẹp. Lock Magic. Hút máu. Multi hit. Giờ Lock Magic sớm quá. Ủa hút máu chứ đi. À đồ hai này nâng lên 2 cấp luôn à. 2 cấp thì hút 2 cái luôn. Rồi. Lock siêu à. Siêu mà không có phản đòn, nói chung là hơi lấn cứng. Sau ra nó cứ bị lấn cứng, nó không được hoàn hảo lắm. Nâng này vẫn đang đợi cho chủ động cho Bulu tăng xuyên kháng, không cần. Nói chung nó 5 độc thì cũng không cần 5 tay lắm. Kiểu là chính xác. Chính xác và độc thôi. Càng nhiều độc càng tốt. Yêu đảng thì cần đam đấy. Họ mới nói ưu đoạn cần đam, ưu đoạn 42% đam rồi. Nhưng mà bên này nó cứ lớn cứng. Bên nó cứ cứng cứng. Mày đi. Đẩy chiếc mạng cũng được. 8 mana gì. Tăng 3 lan. Bị trừ 5 lan. Mà lan rất nhiều. Cộng này đi. Không có lan chéo. Rồi. Có gì đây, chúng ta có thêm một cây súng. Nhưng không, đó không phải là thứ chúng ta cần. Chúng ta cần một cái trường độc. Hay trưởng phép. Trưởng phép mà đánh hình như cũng đánh ở một tu niêm nè. À, 200 đam một tu niêm luôn á. Nói chung là cái này lê lính cực kỳ ác luôn nha anh em. Từ để xem ưu đảng có cái nhánh gọi là đi búp 2 không. Đi búp 2 tên không. Hình như là có búp mà. Búp này cộng thêm tăng 5 độc, không có nhánh điều búp 2 tên. Cái này là búp thôi. Kiếm cái giờ. Ồ có cái pháo nè. Pháo là ngon nha. Asura nè. Một cái thương nữa. Cái pháo đi. Không có cái chữ độc ta. Ron cái nè. Shit thật. Mới mua cái pháo ron ra cái pháo level 3. 160 đam, 144 này tự tăng đam chí mạng. Cái nóng đấm. Up hand nè, on đù. Cái này mạnh nha. Ở đây chủ động đây. Mua hai này trước đi. Rồi, gì đây. Cộng 100 đam tăng mỗi 2 cấp. Đứng giữa nhà hoặc là chung là đứng kế bên tường hoặc là công trình thì sẽ cộng 100 đam mỗi 2 level. Cứ mỗi 2 level cộng 100 đam. Một thầy thủ thành. Cái đó là cho một thầy bắn cung hay gì đó leo lên tháp rồi bùm 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 bùm. Này buôn lưu nè, ấy hút vô. Chủ động nè. Pháo cho Asura nè. Yêu đáng nè. Đang cầm cung rồi đi. Rồi
Có gì chơi đó đi, cầm cái này cũng được, tăng hình tổng đánh. Nào lại gần chém nó luôn. Rồi, bán hai cái này đi. Bán cái cung này đi, cung này cũng đang khá là giá trị. Tiễn ron nó quá chơi pháo luôn ta. Kêu mày hãy chơi pháo đi hả? Đúng rồi, pháo là định mệnh của mày đấy, hãy bút. Hãy cầm pháo vô đi. Ở đó, Night Reaver chưa nhận. Ron cái nào? Kiếm à, khiên à. Cái lấy cái gì nhiều tiền nhất đi. Rồi. Bán cái đống này đi. Mua cái này như cổng Ocean Ball nè. Đồ. Mua. Hết tiền luôn. Asura đâu? Hút cái này vô. Băng bịt mắt của tiền nhân rồi. Mấy tiền nhân đi đời trước đi cầm băng bịt mắt nó cũng chiến lắm. Rồi. Đi đây. Ok. 70 vàng 6 dân. 72 là nâng được cái này đập một cái. Phải nâng cái này lên nữa rồi đập mới ngon được. Xây thêm một cái vàng, phải cần 2 vàng. Cái này thì mình chắc là mình xúc hết mấy cái này rồi đó. Mấy này kiếm thêm vàng đi. Xây này được, ở đây được không vậy? Xây cái này, ở đây hình như là xây được một cái công trình gì đó. Xây cái này đi. 3 dân. 3 dân thì đập cái này với cái này được. Đập cái này đi, đập cái này lời hơn nè. Rồi, 100 vàng. Này, thổ tính tiễn thêm người nhưng mà không được rồi. Not good rồi bro rồi. Cố mà gồng tiếp đi. Gồng thêm đêm nữa. Refill. Sủa là chơi tiếp chứ. Cái tường này không có sủa không? Cái tường này kệ nó đi. Cái tường này nên sủa nè. Bỏ này chắc xây thêm hai cái nỏ này nữa. Chắc là mình thủ được cái khu này. Thủ được cái khu này. Ok. Ủa, cứng luôn. Đấy. Tàn hai đầu lâu không gì. Hôm nay 4 nỏ là cũng như là bằng một người rồi. Hoặc nhưng mà yêu đảng không có mana thì cũng hơi căng. Yêu đảng không có mana thì như con creep. Yêu đảng ở đây chơi cận chiến luôn. Ở đây có cái xác bự luôn nè. Không để ý. Đảng vô chơi cận chiến khô máu luôn. Cận chiến với Asura đi. Vô bro à. Rồi hôm nay vẫn là đi bút đọc tới chết. Mà quả này xong thì chắc cũng cạn mana rồi, cũng phải cẩn thận xíu. Không mà chết cả đám rồi. Đêm thứ tư bắt đầu. Độ khó này làm mình làm kinh tế chậm đi. Hẳn luôn á này mà. Hẳn luôn á. Ra đi. Asura đứng ra đi. Mày yếu đảng tăng nổi vậy. Yếu đảng cho cầm ghiều ra múa. Cũng hơi nguy đấy. Asura đứng ra đi. Asura trâu hơn. Điều đảng di chuyển tốt, ok rồi, vào. Vô đây mấy thằng nhóc. Đẩy khu này thôi, ừ rồi rồi, đẩy về đẹp á. Hunter ra, có Hunter. Cẩn thận. Có Hunter, có Hunter. Mấy Hunter này bắn viên hơi đau á. Mình lưu về giáp chắc chịu được một viên. Cố gắng mà điều bốc thôi. Đây. Ok, tay phá này chú đi. 250 máu. Cooldown là cái này bởi. Cooldown cũng hơi khó. Tắm một cái nữa. Nhiều đây. Pháo binh cảm tử. Pháo thì nó có một cái nội tại là nhiệt nhưng mà thì ở đây nó khá ghê, khá là phức tạp. Cộng một nhiệt với mỗi action ball và mana mà bay code. Đấy. Và cứ mà nhiệt độ đẩy lên 7 thì mỗi đòn của canon mình sẽ mất 4 máu. Với mỗi action ball và mana bay code Fire Blast thì auto, nói chung là lúc mà mình nhiệt mình bự lên á thì mình sẽ bị gọi là nổ xung quanh. Nổ xung quanh con tướng mình có thể lợi dụng điều đó.
Nhưng mà bây giờ Asura, Asura giờ chơi chi bằng máu rồi, không sợ nữa, không sợ gọi là mana. Nói chung là nếu quả này cố gắng tiết kiệm mana cho yêu đảng với lại Vulu thì ok, chẳng sao nó sẽ dễ thở hơn xíu. Vậy mình hút máu rồi mình tăng được, mình tờ chạy qua đây phụ đi. Ok, đây mình có nỏ cứng, canh canh giết pháp sư giết hình tờ là đẹp nè, đỡ đi bút ra. Với ba khốn nạn này đang đi lẻ lẻ ở đây, cố gắng trận này không xài mana được thì đẹp, không cần xài mana thì đẹp rồi. Còn cái này phải vô cận chiến mới đánh được. Cút cơ đỡ đi, người tiếp theo lúc đây rồi. Để đẩy bốn đợt rồi, cái cây đẩy bốn đợt có tinh nhuệ. Nhưng không sao, tôi đã rèn luyện cho Asura rất trâu. Mấy thằng này đánh Asura cũng như gã thôi. Asura chắc mình một mình cân khu nó được. Giết này đi. Tính không xài mana mà nhìn hình như là thế trận đang không ủng hộ chúng ta lắm. Đi búp vô đây thì không ok lắm nhờ. Đi búp được thì đi búp này nè. Nào che vậy? Khốn nạn này đúng không? Rồi đó, từ để xem xét. Đấm rang. Đi bước 8 rồi đi. Một rang nữa. Ồ, lan thì không có gì mà lan. Có đam thì mình đi búp. Ok. Giết này. Không có đam thì mình đi búp, mình đợi nó bắn chết tụi nó. Qua đây tăng mấy này luôn nè. Hình tờ giờ còn gì, hình tờ trừ 6% đam mới bắn như gãi thôi. Đẩy qua này, đóng cái là mày đi, để con suy đao đây, nó khổ luôn. Đóng cái là bao đi, thằng này vô chắc. Ồ này, 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 không bị gì nè. Hát cục đèn, cũng tại cái cục đèn. Cả là tại cái cục đèn. Lưu đây. Cả là tại cái cục đèn. Cả là tại cái cục đèn. Lưu đây. Shit. Mọi người đánh được vô nhà rồi. Đứng ra đi. Căng quá tôi xài mana, chưa căng thì cứ đợi đó. Bên Asura. Asura quả này làm quả Armageddon không? Armageddon chơi. Từ nha, cuối này có phản nè. Mình phải dồn một đòn mạnh vô nó, không là mình cứ bị mất 19 máu đấy. 1 2 3 không xì nhơi lắm. Làm pháo đi. Này chưa chưa đủ nhiệt. Chiêu để gì đây? Stun à? Ồ pháo có stun luôn à. Không có tạm. Ồ mà quả này bắn. Mà đứng thiệt là xa bắn mới được. Cơ chưa rồi, overhit rồi đó. Overhit. Overhit. Này là đang 15 momentum luôn. Chưa đủ. Giết thằng tinh nhuệ này đi, không giết được. Má chọc quá. Đợi nó thêm một lần nữa là sẽ giết được. Thằng này nó tới chạy gà 111 máu luôn á. Oh shit. Chắc chịu được á. Tôi tin Asura. Tôi tin Asura nick ready. Từ Asura mà chết là trận này thua. Rồi nó gạt Asura nè. Ba thằng luôn. Ba thằng gạt một mình Asura. Đấm vô vị trí của yêu đảng. Đây. Wow, phê. Phê. Không sao, hút máu chịu được. Phê. Phê đó tụi quay. Hơi phê rồi đó tụi quay. 89 nè. 89 quả này mất 20 máu. Hơi phê rồi đó tụi quay. Giết đường này là đẹp rồi. Cố mà giết. Chọn Yura mà 211, 212. 212. Not good bro ơi. Thêm 2 ô đi cho chắc. Giết được thằng này là ổn rồi. Sống rồi. Cút. Cút. Cút.
Rồi, nhiều đen máu rồi, thằng nào giết được nữa, nếu như mà không có champion tụi mày là cái gì? Tụi mày chả là ai cả. Asura Say. Đây, hồ nó chuẩn đệ. Còn một lần đẩy quân nữa. Giết này đi. À, không giết được. Búng tay. Rồi từ từ nha, đứa đi xem xét. Điện vô đây anh em phải xài mana rồi, không muốn cũng phải xài thôi. Ra đi. Giảm máu lực đó. Giết này. Mày này nó què đúng không? Mấy này mấy thằng què bỏ qua. Giết này. Giết này. Đấy cục Sida ở đây. Sida ở đây. Giết thằng này. Giết thằng này. Rồi mấy thằng què bỏ qua, bên đây ổn. Bên đây ổn. Bấm vô đây. Bấm vô đây. Bấm vô đây rồi lui. Ủa, ổn. Ổn máu lắm. Yêu đảng. Yêu đảng cứ tiếp tục đi búp thôi. Đi búp là Mulai một đấm là chết. Như như nó xịt bom tứ ghĩa thôi. Giống màn gọi là locker trước nè. Cái này nó che là làm mình mất mấy pha chiến thuật. Đó. Cút, bên đây ổn. Đảng canh canh qua đi chi diện cái. Rồi. Xem con nó giết được. À bên đây nè, thằng này chưa gồng, mấy thằng tờ phải gồng mới bắn được. Asura vẫn đang gồng. Hả đồ nó vô đánh cả nhà rồi. Ok. Bên này bốn nỏ bắn đã quá. Không vô được giáp luôn. Rất trâu. Rất trâu. Tiếp tục là đang đấm sát ở đây. Tới lúc mày phải chết rồi. Cút. Nó đã. Đây, nhấp đây, nhấp đây. Cút. Cút. Mày cỡ nó. Ăn sát đúng không? Giết thằng này, giết thằng này, giết thằng này. Ồ. Bắn nó đi. Mày chắc khỏi chi viện luôn á. Này ổn rồi. Che cái mày thôi. Đủ đảng qua khiều mấy cái đi. Hôm nay bọn này cũng đâu vô được đâu. Đủ đảng qua khiều mấy ngày đi. Nào vô được nè. Thằng này là đầu tiên nè. Què đúng không? Què bỏ qua. Bấm này. Đây. Thằng nào nữa? Thằng này đúng không? Bấm nó cho nó què đi. Cơ chưa? Còn nào đụng được vô nhà không? Đâu thằng nào đụng được vô nhà thằng này nữa đúng không? Nó đù không đánh được. Cút. Đi bước ra. Rồi xong. Tròn nghĩa vụ của mình đó. Thủ cực mạnh. Rồi bữa nay chắc không đụng được. Này đợt đẩy quân cuối cùng rồi. Bọn này không vô được. Easy luôn. Easy luôn. Đi bước ra. Cút. Đỡ con Sida vô luôn mà chết. Hơi bị lực. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Chiếc này luôn đi. Rồi. Lui. Ok. Đảng qua gom nóng này nữa đẹp rồi. Đây bốn cái nỏ lận tụi bay muốn vô à. Mà nỏ tàn cường quá thôi. Nghĩa là bắn 8 phát. 8 phát cũng như là một người đánh rồi đó. Bắn ai vậy? Ua phê. Chủ được. Bên đây Asura là bố của trâu rồi. Asura tôi buôn pháo thủ bây giờ thành tăng cơ luôn. Quá giật. Này gồng đúng không? Giết này trước đã. Giết này trước. Rồi để từ Asura trước đi. Mà nó nhìn lãng quá. Bên đây ưu đảng mà phụ bên kia chứ. Bên này ổn rồi. Bên này ổn lắm rồi. Bên đây thằng nào muốn vô. Bước qua sát Asura. Á đù. Quả này không có rìu nha. Pháo thì phải đứng thiệt là xa bắn mới được. Điểm yếu của pháo là đứng gần không bắn được. Điểm yếu đó là điểm yếu duy nhất của pháo. Đứng gần không bắn được. Thứ hai là nếu mà bị vô nhiệt là sẽ bị rất căng. Bị hút máu. Giờ đi. Đi. Rồi,
Ôi đù, chết à. Không đánh được không? Rồi. Ủa đây. À đù quên, không có lan chết. Oh shit. Oh shit, đánh lỗi. Thằng nào vô được? Thằng nào à? Thằng R này đúng không? Từ qua giết này đi. Rồi, chấm hang nè. Chấm hang nè. Shida nè. Ăn Shida vô. Shida vô một đấm là đi. Cơ chưa? Mày láo này. Cút mày. Phải vô đây mà húp. Đó thằng nào bước được ấy. Đang định nó là không có nào đụng được vô nhà. Có thằng đụng được vô nhà chạy vô đây. Quên chết được. Tiếp đi ngoài. Mấy anh lên tờ đi qua kiếm được đạn. Tụi nó không chịu nổi là anh tạc của mình đâu. Anh tạc mình được kinh lắm. À về. Hồi nay Linh đi rất cố gắng bắn nhưng bắn không được. Lại một chạc nữa đây. Ở đây có con nào lạc lối không? Không có không? Mày chắc chết nè. Phải làm quả đi, giờ mình cứ spam skill thôi. Cút. Cút. Rồi. Pháo à. Mày đi đâu? Rồi. Mình tao chấp hai mày. Vô đây. Đạn giết này đi. Rồi xong rồi đó. Tụi mày đã bị bao vây, giơ tay đầu hàng đi. Không có chết cả đám. Mà không có đầu hàng gì thì giết hết. Hết. Mà đánh cái trắng cây luôn. Ok. Mày đứng hơi gần bố mày rồi đấy. Cút ra phát chơi. Dành. Rồi. Che luôn, che tường thành luôn. Rồi xong rồi. Bốn cái nỏ bắn chiến nó mới chư, đâu có đồ được. Giảm máu lượt biết bao nhiêu. Ok. Tiếp tục bắn vô nhưng không xin nhê. Tụi mày đang mong chờ vô điều gì? Cút. Cút. À đồ hụt. Hụt nè, hụt nè. Xong, ba người vẫn thủ được đêm thứ tư. Ngon ngon ngon. Vậy là ok rồi đó anh em à. Muốn lưu à, thọ. Muốn lưu bị thọ một cấp. Sura, ồ khu 4 luôn à. Khu 4 mà bên nó không có nỏ. Bên này không có nỏ. Hoài già đẩy qua đó chí á. Đẩy qua đó tao thấy mày hơi chí á. Xúc cái này đi, sát champion. Được thêm một đồ đỏ đó, ít gì. Đẩy quá, tôi thấy nó hơi chí. Bên này không có nỏ là cảm giác ba quýnh cái khu 4 này nó đẩy từ đây qua đây luôn nè. Đặc trưng của khu 4 là khỏi phải đoán. Nó đẩy từ góc này qua tới góc này luôn. Mà bọn nó đẩy áp sát mình lắm rồi. Bọn này chắc đẩy sương mù trước quá. Đẩy lui tụi nó lại đã. Cố gồng được thêm quán này thì ok. Rồi mình hết tàn tích luôn đó. 9 dân đúng không? Đấm 2 đi. Nâng này lên. Nâng này lên. Nâng này lên. Đấm 2 này. Nâng này lên. Nâng này lên. Nâng này lên. Đấm 2 này. 270 mấy vàng. Nâng dân hết rồi đúng không? Chưa, mát là 12. Quả này chắc tôi phải tẩy cái tiên tri trước. Chi sang góc này được hả? Chi sang góc này được hả? Nó cũng như hình vuông thôi. Nó bị lỗ một ô cũng như hình vuông thôi. Khác gì đâu nhờ. Sao đại đại đi. Tôi chả quy hoạch, tôi vấn đề tôi là nó không leo được vô nhà tôi là ok. Quy hoạch thì tôi hơi ngáo một xíu. Chưa master được cái quy hoạch. Xe đi. 100 vàng đúng không? Nhất đẩy màn xương giờ đều chắc chắn trong trận này. Không biết là có
có nên gọi là xem địch không, nhưng mà vấn đề mình xem làm gì ta, xem thì tốn một dân cũng hay lắm. Asura thêm máu rồi, thêm máu là thêm đam, mà Lam Lang Stun Chain Ron Ron Shit Asura quá này, cộng 15 di chuyển 4 cộng 15, cái này không phải đánh thương, cái này không phải là thương, là chủ yếu chủ tôi đang muốn chơi pháo. Hai cái nhắm này là của thương nè, cái thương ấy vừa hai máu mất block multi hit mới vô nã Armageddon trước, mới vô nã Armageddon trước, nã năm quả Armageddon mà mình lao vô mình tả xuống vũ đột tụi nó. Yêu đảng thì thêm đam mana, thêm đam thì yêu đảng hơi bị nhiều đam, 54 đam. Hút cái này luôn không? Ron cái. Ồ, hút cái này mạnh hơn. Ok. Yêu đảng thì cứ đam và đam và đam thôi. Khát nước nè. Ok, nay đi qua. Từ nay qua bỏ qua, elite chứ đi. Quá rìu và không chơi rìu. Cái này ngon cho vị trí của Mulu nha. Lấy cái này cho Mulu đi. Thêm một cây chủng động nữa nào. Họ Mulu luôn. Ok. Một trong những người yếu nhất tem tôi hiện tại thì Mulu rồi. Dùng cho Mulu cũng ok, mình cân bằng được thế trận. Mulu. Này máu thêm chí mạng rồi đấy. Yêu đảng thì có cái quần ghẻ ở quần này chịu, mana là cho yêu đảng nè đó, 100 vàng một dân. Ồ, pháo còn multi hit á, á đồ quả này Armageddon cứ gọi là quỷ của mày nó gì. Hút cái này đi, nhiều pháo quá nhờ. Nhà game kêu mày chơi pháo nhiều vô, phải chơi pháo thôi, cái này không chơi pháo là không được. Mana chính xác chịu đam, điện gây choáng, mấy chiêu này chiêu cận chiến, một dân dân xúc cái này đi, 200 mấy vàng. Tôi cho hai cái nỏ vô đây, nỏ bên đây cũng phải là nỏ cao nè, không phải nó cao thì không bắn được. Ok, 42 chứ không đủ, 58 vàng nữa, 58 vàng đâu có làm được gì đâu, 58 vàng úp dân cũng không được. Xây thêm cái giếng đi, cái giếng để đâu, để đây, để đây là ok nhất rồi. Yêu đảng đi, nãy mua lưu cũng không xài mana nhiều, giờ yêu đảng nè, đợi yêu đảng cần mana. Yêu đảng bây giờ chỉ khi nào kích hoạt được cái hiệu ứng này mới xài chiêu rồi, phải cố phải nhớ rồi. Trận tiếp theo bắt đầu, hỏi này cứ cho nó vô nhà luôn đi, vô nhà ở đây nè, chiến trường chính của mình sẽ ở đây, Asura ở đây dễ quẩy hơn xíu. Ừ, ok. Đêm thứ năm, cầu cho chúng ta qua được đêm nay, let's go. Chân của bốn đầu lâu, bởi vì nãy tôi không cần gọi là lấy tiên tri, tiên tri cái địch đẩy hướng nào đó, điều đó không cần thiết, thì chắc chắn bốn đầu lâu nó đẩy từ góc này qua tới góc này, kiểu là nếu mà coi thì sẽ coi cái góc nào đẩy nhiều nhất thôi, để mình đưa quân trọng chủ lực của mình vô đó thủ nó sẽ dễ hơn, điều đó không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là yêu đảng ở đây này, yêu đảng gì mấy cái này đi, đảng gì mấy loại lo cánh bên đây, đạn gì vô nỏ bắn, giao cho đạn hai cái nỏ. Rồi đi. Nào mà yêu đạn khát nước á, cho yêu đạn chuyển điện thôi. Không là không cho. Chiêu này đi có 3 mana thôi gì. Đọc ra trước đi. Còn đây. Mình cho Asura chơi được. Asura chơi mấy nhóc án này được. Asura ra ngoài đây luôn đi. Lóc vậy, chắc vô cái cây quá, chứ gì nữa, rỉa từng hàng đi,
Ok. Vậy lui đây, cẩn thận mấy anh tờ thôi. Rồi mới vô như nãy tôi nói ngoài đề 3 mang gia đình đi trước. Còn phải phá cái này đã, phá cái này thì bị mất cái multi hit. Khó chịu nha. Armageddon thì nó lại bắn gần. Bắn gần quá. Cái chiếc kia bắn xa nhưng mà Armageddon lại bắn gần. Bắn điên bắn khùng với quả này tôi cũng không canh là bao nhiêu thằng đâu. Ba thằng là đẹp. Nó điên đó, nó quả nó nã điên đó. Rồi nhiệt lên rồi, nhiệt lên thì cứ nhảy nhảy đi nhảy khùng vô rồi, nhảy đi nhảy khùng vô. Sợ gì mấy nhóc ác này đây. Ôi giờ trâu à, trâu rồi đánh láo chứ. Tiếp đi, đẩy nó đẩy 4 lần 45 vậy mày. Mình chịu đam nó được rồi, chịu đam nó rồi câu cho nó bắn đầu cơ. Ồ cũng vô máu đấy, sao có máu chịu được. Lưu đạn quá này, điện vô là lưu được con này. Cút, cút, khát nước chưa? Khát nước rồi vô đi. Hút nước thì chiêu chỉ 3 mana thôi. Còn căng quá thì muốn lưu cho cái độc ra đi. Rồi cái độc ở đây, mấy thằng lấp, mấy thằng Guardian giờ chỉ chơi độc nó thôi chứ biết sao giờ. Guardian trâu lắm, Guardian che nữa chứ ác. Thằng này nó chạc nè, ra giết này chứ đã. Tắm vô đây, nãy quên gãi Sida nữa. Cút thằng này, cút, đồ không cút được. Ui điện không? Không Asura, tụi mày nghĩ là tụi mày gọi là có thể điêu vô má tao à. Nhảy pháo qua đây, không khoảng trống, bắn này chứ đi, bắn giết 3 thằng mới ngon được. Hồi đây nè, shit thật, ai phá cái này được thì ngon quá. Dính 4 thằng, 1 thằng 1 viên là 127 máu, 2 viên là tụi mày đi. Món này sao? Này dính 2, này dính 2, này dính 2, này dính 2. Ồ lụm đi, lụm đừng nào héo đi. Không ai ghê lên, nhiệt lên, nhảy vô đây, nửa cây. Nửa cây hút máu là vừa rồi, chứ mà để mất nhiều quá nó cũng hơi nguy. Mè vô cái cục này nè. Ừ, để kiếm cách phá cái cục này đó. Tôi phải phá cái cục này. 1, 2, 3, 4. Cơ rồi đấy. Điểm đợi chúng ta được giải quyết. Tôi đang mà hút mấy thằng nhóc. Xong tôi qua đây tôi lia đống này. Nói chung là hình như là đép được. Khả năng hình như là đép được. Ok, tiếp đi. Mạnh, mạnh. Nó chưa đụng được vô từng nhà tôi. Đấm vô đây hút máu là được. Mà cẩn thận mấy anh hình tờ nè. Mấy hình tờ nó dồn vô vị trí Asura, nó dồn một cái Asura chết. Mấy này đang nửa cây hơi nguy hiểm xíu. Lùi đây, lùi đây thêm cái nữa. Không được, đây không ngon. Thôi tôi bắn Armageddon trước. 40 máu luôn à, 140 hút lại được. Cung đã nổ đây, xong lưu đây, hút lại đống máu, hút lại đống máu, chạy đây, hút lại đống máu. Cơ chưa? Nhảy ra đây luôn. Đùng.
hang mày luôn. Tụi mày đi đâu? Đó không phải là chỗ để tụi mày đi. Ok chưa? Ready, này là đánh nha. Đưa mình vào thế tử đi, gọi là tìm kiếm con đường sống mày. Đọc đây. Ok. Sida này chết rồi đúng không? Đấy, mấy cục Sida, à đây. Bọn này chưa dính độc nè. À mà mình không có lan chéo. Đọc ra đi. Thì mình sẽ đặt Sida vô giết hang này. Hang này cút rồi. Cút. Cút. Đâu cũng tay luôn. Giờ có cái ốc hang mà không xài phí quá. Đu đây. Đu này che. Mày che hộ, mày chạc, mày bắn ai? Mày chạc để bắn ai? Con sống để bắn không? Qua lắp vào đây đi. Một lần đẩy quân nữa. Asura vô đây hút lại đống máu đẹp. Đi bút đây. Thành 4 acid bomb nữa rồi, khát nước đúng không? Rồi. Vô. Vô họ. Tụi mày vô họ cái. Vô họ. Tụi mình một mình mua lưu sang mana là được rồi, không vô họ. Cà rê dính. Chém vô đây. Ừ, phá mấy cây đi. Để muốn anh em tao có tầm nhìn bắn đâu mày. Từ hang này từ nha. Armageddon trước đi, như mọi khi thôi. 40 máu rồi. Nhưng mà nếu mình không bắn Armageddon thì lát nữa mình không bắn không ngon nữa. Thì mình dính 3 đúng không? Dính 3. Đám này. Ok. Nhảy vô đây. Giết hang này đi. Còn gì nữa? Đây, từ để kiếm cái góc ngon để chọn cái quả thương này vô thôi. Húp. 94 máu chịu được nha. Chịu được hay không thì không biết, nhưng mà từ đừng có chết là được. Bro à, cần bro sống đấy. Qua đi. Trước khi đi làm quá độc đi. Qua cứu Asura cái. Đấm này. Rồi. Hai thằng mày. Alo. Hai thằng mày đi đâu? Á đồ quên, để con này vô đấm mới chết được. Á đồ không chết luôn. Hai thằng mày đi đâu? Điểm chờ không đổi. Điện ra được nè. Mình đâu có lan chéo không? Ừ, chơi. Rồi. Cứu bật ru. Đi vô đảng. Đảng đi bút, máy này đi. Ram á là nó không đánh được nhà là ok thôi. Một đám hụt luôn. Ok rồi. Một mana hình chữ thập nè. Họ thập cho em đi. Ok, hỏi điện cũng được. Rồi, 52 thằng. Chỉ hiểu là Asura đừng chết thôi, quả này có nào đánh được Asura không? Giỏi lắm thì có 3 thằng đánh được Asura. Này đấm 43. Chắc chưa vô được giáp luôn á, 174 giáp lượng. Láo nháo này. Ôi. Vô lù này chặt vô không mất máu. Ok rồi, đừng đánh pháo nữa. Rồi, đánh pháo nguy hiểm rồi. Quả này đánh hút máu từ từ đi. Không đánh pháo nữa. Tiếp một pháo kết thúc tới đây. Giết. Nhiệt cao quá. Từ đi. Ngưng đánh. Đẩy vô đây. Đọc ra, đọc vô đi.
Asura sang mana đi. Rồi Shidai bên đây đấm Golden kháng 70 đam. Làm mày tướng mày châu á. Làm mày tướng mày châu á. Cút. Đây ổn. Giết này. Rồi lo được mấy nhóc khác này bro ê. Từ giết này đi. Giết thằng này đi. Cút. Ổn đây ổn. Asura cứ vô đây mà quẩy thôi. Cái này nãy đi được tới đâu rồi này chắc bình thường phải lấy cái quả pháo này nhảy thì mới quýnh được mấy này nhảy đây chuyển qua thương đấm đi ha đù không chết đấm yếu quá ha đù phí quá xin một cái gì nãy tôi phang đó tôi phang cái thương vô đầu đó rồi tôi rãng đấm từ thằng nhà bố mày cút này ở con cút này tụi bước ra cho nó khỏi có đam đánh luôn này tụi thập đây lũng ông xin nhơi à xít 69 máu để ra chen thằng hạch đi rồi này cũng vô được luôn à tôi không điện vô máy này được hết chứ đang không có tầm nhìn à chịu rồi gạt cái ui thằng này không chết quá wow, phê để vô chém như đỡ hơn vô chém nhà thằng này đánh không có đam để dứt ngay này được thằng này gồng chạy luôn mà nó đi rồi thằng này cũng đi luôn rồi để qua giết này đi giết này giết này đi này thì vẫn còn bị trừ đam thôi cười hội đảng lo này luôn đi rồi vô đây mày chết mày chết bước vô đây Asura lo cái này được Asura quả này cố một hút máu rồi thôi cung 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 không có tầm nhìn vô đây mà hút quen tao không tao đã tàn sát đồng đội tụi mày đó đây lỏng lỏng đánh vào mặt đi ừ ở Shida đây chưa Shida đây giết thằng này cho lan ra thằng này chết lan quăng này ô vô đây búng tay không đi lan nữa rồi qua lóc này ok Sura còn mã sực bon nhưng không đánh được đợi muốn vô tỉ thí ra Sura ăn vô một tên ồ oh, chém vô không xi nhơi đây à, Sura ăn hết đống này đi cút ui bồ dính bồ hồi nhảy qua đó hơi bị phê đó nhảy qua chết bồ luôn mấy thằng này nó còn chết nữa chi lừa con người thì cũng trâu ngang mấy này không mấy này mà chết là người chết anh em mà không đồ đâu mấy cái đó dính bồ là hơi ghê cút 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 sống hang nào cút vậy lắc ghen lắc ghen lắc ghê xong đêm thứ năm nhà vẫn không bị chạy good good job bro ok ba người vẫn thủ được Asura level 8 hai người Asura cách hai người hai cấp luôn rồi Asura càng quét quá khu quả này chắc có lẽ là đủ điều kiện để tuyển hai người đấy mà để tập sau nhưng mà tập sau mình sẽ tính tiếp cơ trận địa vẫn đang gọi là giữ được đấy Ok thôi, để tập sau đi, tập sau tiếp. Tại hôm nay video cũng hơi dài rồi. Ok thì hôm nay video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thấy thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.